giới thiệu với anh em cái bàn inox 304 này. Cái này là chiều dài 1,5 m. Ở trên này thiết kế là cái mặt mặt phẳng luôn anh em nhé. Cái mặt này là dày 2,5 ly này. Tất cả là inox 304. Cái này khi mình mở lên như này thế sẽ tạo thành cái ghế. Cái mặt này rất là chắc chắn này. Để mình test thử cái mặt này cho anh em xem nhé. Đấy, đây là cái mặt của inox 304. Cái này thiết kế là lắp ráp hết anh em nhé. Đấy, khi mà về thì anh em sẽ tháo rời những con ốc này ra. Đấy, tháo rời những con ốc này ra này. Đấy, cái này khi mình ship cho anh em thì mình sẽ tháo rời hết tất cả ra. Thì tất cả đều lắp ráp bằng ốc thôi. Đấy, cái này nếu mà sau anh em có muốn vận chuyển hoặc anh em muốn di chuyển thì nó rất là tiện này. Cái này bên mình ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em có nhu cầu sử dụng cái bộ bàn gấp thông minh bằng inox 304 này thì là có thể tham khảo bên mình.